Khi chúng ta làm website hoặc là xây dựng các cái design, cái authority sign, chúng ta sẽ cần có một vài cái logo hoặc là các cái về các cái banner để chúng ta có thể giới thiệu website của chúng ta. Thì vì chúng ta không phải là những chuyên viên có thể thiết kế được những logo đẹp hoặc là sử dụng các cái thành thạo các phần mềm để thiết kế logo, nên chúng ta cần phải có những công cụ giúp cho chúng ta tạo được các logo, các banner rất là nhanh. Trong một vài phút thì chúng ta có thể tạo được những logo như vậy. Trong hôm nay thì mình giới thiệu cho bạn một công cụ như thế. Công cụ này có tên là Headphones. Này có Headphones của Shopify. Shopify đây là một công cụ cung cấp cho chúng ta những cái tiện ích về thiết kế logo, banner cũng như là một số công cụ hỗ trợ khác. Thì đây là website giao diện chính thức của Headphones. Để thiết kế logo thì các bạn nhấn vào mục Get Started. Ở đây các bạn chọn cho chúng mình một số cái lĩnh vực mà các bạn đang muốn lựa chọn. Ở đây thì có rất là nhiều lĩnh vực về fashion, về health and beauty, về home garden, food drink. Ngoài ra còn có các lĩnh vực về pets, and children and games và các cái service. Thì chúng ta có thể pick up một cái dịch vụ bất kỳ. Ở đây là chúng ta thiết kế. Các bạn có thể chọn bất kỳ. Phần tiếp theo chúng ta sẽ chọn cái Visual Styles. Cái Visual thì ở đây là cái kiểu hiển thị của logo. Các bạn có thể chọn, nếu mà các bạn đã đăng ký tài khoản rồi thì các bạn sẽ chọn được ba cái Visual. Ở đây thì chúng ta có thể chọn được ba cái hiển thị luôn. Các kiểu hiển thị gồm có Bold, Camp, Reliable, nhiều kiểu khác. Ở đây các bạn có thể kéo xuống và nhìn thấy. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn Next. Ở đây thì chúng ta sẽ được yêu cầu là nhập vào cái business name, cái tên của chúng ta. Đây thì các bạn thiết kế logo tên gì thì chúng ta có thể nhập tên như vậy. Chẳng hạn như mình thiết kế một cái logo về Travel Sky Dream to Fly. Phần slogan thì các bạn có thể chọn tùy chọn, đây là phần optional, các bạn có thể thêm vào hoặc là không thêm vào tùy các bạn. Nhưng mà phần business name thì chúng ta sẽ có, đây là cái tên của logo, kiểu hiển thị logo như vậy. Chúng ta sẽ qua sang phần tiếp theo là phần next. Ở đây thì chúng ta sẽ được yêu cầu chọn cái kiểu mà logo mà các bạn muốn, tức là các bạn sử dụng logo đó cho những cái hạng mục nào, online store hay website hoặc là social media hoặc là dạng business card hoặc là dành cho physical stores. Ở đây các bạn có thể chọn một số cái kiểu hiển thị. Ở đây mình thường sử dụng cho website hoặc là social media hoặc là ít ra có thể sử dụng cho business card. Phần next. Sang này thì phần này thì chúng ta công cụ này nó sẽ generate cho chúng ta một số cái banner mẫu, một cái sky, một số cái logo mẫu hoặc là banner mẫu. Ở đây các bạn có thể thấy, các bạn có thể chọn một cái kiểu logo mà mình thích để chúng ta design. Các bạn kéo xuống thì có nhiều cái kiểu hiển thị khác nhau. Để lựa chọn một cái kiểu nào phù hợp nhất, chúng ta sẽ chọn. Chẳng hạn như chúng ta kéo xuống xem nào, còn nhiều kiểu khác. Có một số banner hiển thị luôn cả slogan mà mình đã chọn, Dream to Fly. Nếu các bạn không có vừa ý cái logo nào thì các bạn có thể back lại và chúng ta chọn các kiểu hiển thị khác. Đây mình chọn Intro,
innovative. Next, next, next. Đó, nó sẽ hiển thị một số cái generate ra một số cái kiểu khác. Còn trường hợp các bạn muốn chọn cái lĩnh vực khác thì các bạn có thể làm tương tự như vậy. Chúng ta back về. Đó. Chẳng hạn chúng ta muốn chọn cái kiểu về sport. Đó. Thì các cái icon về thể thao nó sẽ áp dụng cho những cái logo đó. À, mình thì thử chọn về cái service. Next. Yeah. Logo rất là đẹp. Mình thử chọn cái logo này đi, thấy cái này hiển thị cũng khá là đẹp. À, khi các bạn chọn cái một cái logo đẹp như vậy rồi á, thì các bạn muốn thay đổi màu sắc hay các bạn thay đổi phông chữ thì ở đây nó sẽ hỗ trợ chúng ta về fonts. Có các cái dạng fonts đây. Các bạn kéo xuống thì có những cái dạng như thế này. Đó. Các bạn muốn thay đổi màu sắc thì chúng ta chọn vào một colors. Đây colors. Đây thì chọn basic color. Có các kiểu màu. Đó, thì sao được sau đó chúng ta chọn next. À, phần cuối cùng nó sẽ hiển thị chúng ta phần download logo. Ở đây thì nó sẽ vì các bạn chọn về website và social media thì nó sẽ bằng bất kỳ này nó sẽ hiển thị ra các cái dạng logo chúng ta sẽ nhận được, bao gồm favicon, Facebook profile image, Facebook cover photo, rồi Pinterest, LinkedIn, YouTube. Đó, thì để download thì các bạn nhấn vào mục download logo. Vì các bạn chưa đăng ký tài khoản nên chúng ta sẽ cần phải có một cái tài khoản email và password ở đây để chúng ta sign up. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái dịch vụ Face. Mình muốn sử dụng nhanh cái email. Rồi chúng ta chọn sign up. À, sau khi chúng ta đăng ký xong tài khoản thì nó sẽ đó, nó sẽ gửi cái thông tin về download tới địa chỉ email của chúng ta. Bạn đợi khoảng từ 1 đến 3 phút thì chúng ta sẽ nhận được cái toàn bộ các package về logo mà chúng ta đã chọn. Trường hợp các bạn muốn chỉnh sửa thêm và chúng ta muốn chỉnh sửa lại thì chúng ta chọn đó, thêm lại màu sắc. À, chúng ta có thể chọn luôn cả layout đó. Style, layout. Download.
cụ này nó đang đang xuất các cái file logo của chúng ta nên là nó sẽ lâu một tí. Hiện tại thì các bạn khi mà tìm kiếm các cái thông tin trên trên website các công cụ về logo miễn phí thì thường là những cái website đó nó yêu cầu chúng ta tạo và chúng ta phải trả phí để chúng ta mới download được cái logo. Tuy nhiên đối với Hatful, công cụ này của Shopify thì chúng ta sẽ sử dụng miễn phí và chúng ta sẽ không cần phải trả phí. Chúng ta có thể customize cái logo theo ý của chúng ta. Như vậy thì nó đã gửi cái thông tin download về cho chúng ta ở đây. Đó. Các bạn có thể click vào đây để chúng ta download save file. Đó. Thì sau khi mà chúng ta download về và chúng ta extract ra thì đây là những cái kiểu mà chúng ta đã chọn thì nó sẽ hiển thị thế này. Các bạn có thể thấy Facebook cover, Facebook image, Instagram cũng có, LinkedIn cũng có, đó các tài khoản mạng xã hội, Pinterest cũng có này, rồi Twitter hoặc là YouTube cũng có. Mở lên các bạn có thể thấy đó. Ngoài ra thì nó còn hỗ trợ cho chúng ta cả logo dạng PNG mà với không nền đó. Đó. Các bạn có thể upload cái logo này lên cái tài khoản về các tài khoản của chúng ta để chúng ta xây dựng thương hiệu, là chúng ta sử dụng upload các favicon này lên website chẳng hạn. Thì như vậy chỉ cần mất khoảng vài phút là chúng ta có thể tạo được một cái logo ưng ý với những tính năng khá là tuyệt vời của Hatful. Mình hiện tại thì mình đã có một bài viết khá là chi tiết đang trên blog, thì các bạn có thể đọc trong trường hợp mà các bạn chưa rõ cách thức công cụ này nó hoạt động như thế nào, các bạn có thể đọc bài viết ở đây để chúng ta có thể tạo được những cái logo phù hợp nhé. Hy vọng rằng thì với video này thì các bạn có thể tạo cho mình những cái logo phù hợp với website, với những cái niche site hoặc là trang auto design mà các bạn đang xây dựng. Vâng, xin chào và cảm ơn.